mày dám tố cáo tao hả? Mày ra đây! Mày hả? Mày đánh ra! Mày gì? Mày dám nói tao? Mày không phải là người nữa! Chị như vậy là mày cũng dám đánh con bé nữa! Mày ra cho tao! Mày đánh ra! Mày đi ra! Im! Mày đánh ra đây chứ! Mẹ con mày! Mày có mày không giết mày thôi! À, bà có khóc bỏ dĩa. Bà thương cậu. Còn chồng bà thì sao? Hả? Cha dưỡng của con đó. Có tốt lành gì đâu. Lại đây. Cậu làm con đâu? Cậu làm kẻ xấu. Con ghét cậu. Trời ơi. Mẹ ơi. Bye.
Phật yêu thương như bao người. Con chỉ có một ước mong được sống bình yên, được chăm sóc yêu thương như bao người, được đến trường với bao bạn bè. Nếu con không được sinh ra thì mẹ chưa có con niềm vui, mà tại sao không hiểu trái tim con. Cha mẹ cho con một hình hài, dạy cho con bước đi đâu đời, mà tại sao lặng im bỏ rơi con bên đời. Con đâu phải hòn đá vô tri, một con búp bê không có linh hồn. Thân xác con đau đớn tột cùng, tâm hồn con tan nát vuông vỡ. Xin mọi người hãy chung tay dìu dắt con đến bên bờ yêu thương, để con được sống tốt hơn như bao người, để con được sống tốt hơn như bao người, để con được sống tốt hơn. Rồi, cảm ơn con. Bao nhiêu tuổi rồi, con tên gì? 7 tuổi. Con tên gì?